tháng 2 này cùng chào đón trên phim TV. Bộ phim khắc họa hình ảnh những bạn trẻ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để trưởng thành hơn trong cuộc sống qua khung 18 giờ. Mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Tình yêu đam mê lúc 11 giờ hàng ngày. Cùng những bộ phim hay khác, Mùa thu đi một nửa, Ân oán tình thù, Vòng xoáy kim tiền. Phim TV hay từng khoảnh khắc.